chân này có nước nữa. Mấy cậu cũng đang đi gom lúa nha, chứ có nước kìa. Chiếc máy cọ này quá bự luôn các bạn, để tung ngoài đất được rất là nhiều lúa luôn. Nên đang chạy vô các bạn ơi, thì đất hơi có nước, chở không được nhiều các bạn. Chứ cái miếng ruộng này thì chia ra chở hai cổ rồi xong rồi. Đây thì ra một máy 70 đúng không ạ? Cậu lên dốc các bạn ơi, rất là xa ở trong kia các bạn. Thời tiết thì cũng không có được nắng các bạn ơi, ui ui. Máy phải cắt lại luôn các bạn ơi, để gặp mấy cái cơn bão này mà chừa lại thì mấy bữa sau lúa sợ nó nằm ha.
07 gà bao dịch đang bơi các bạn ơi. Tài xế trẻ luôn nha các bạn. Ồ, quá dữ rồi. Chị sẽ trẻ lái sang cuối cùng 7 rồi đi trên sông luôn các bạn. Đây tài xế nha. Lên cái cổ này các bạn. Đây thì công việc của mấy anh hàng ngày như vậy. Tới mùa gặt thì công việc này sẽ đi như nhau của những chiếc máy gặt như các bạn.